Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc Luân Khả Khải Hoàng từ tác giả Catherine. Và không quên gửi lời chia sẻ đến với tất cả các bạn đang nghe chương trình này. Đây là một cảm tác từ sau thượng ẩn của hai nhân vật được vô cùng yêu thích, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Câu chuyện kể về hai chàng con trai được thụ tinh nhân tạo và vô cùng đáng yêu của họ. Chương 7: Chúc em sớm ngày thuộc về anh. Đây là chương sẽ giải đáp thắc mắc cũng như ấn định cho mọi người hiểu về Bạch Khả là công hay thụ. Đã nhiều năm từ khi biết nhận thức, Bạch Khả luôn đón nhận Giáng sinh cùng anh trai. Nói là đón Giáng sinh cùng nhưng thực tế Bạch thiếu gia chỉ ngồi cho có tụ cũng chẳng góp được gì. Điển hình như năm ngoái, sau khi mà Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đánh lẻ trốn con đi hẹn hò thì Cố Nhạc Luân đã kéo Bạch Khả đến công viên gần nhà nướng thịt ăn mình. Mọi công đoạn từ mua nguyên liệu, chuẩn bị đồ dùng, trang trí đèn đuốc đều do một mình Cố Nhạc Luân gánh vác. Sai! Còn có 5 người chúng tôi nữa, cận vệ một bên tập thể kháng nghị. À, Cố Nhạc Luân đã mang theo cả cận vệ của Bạch Khả để phụ giúp khuân vác. Sửa lại một chút ở trên, Bạch thiếu gia chỉ tham gia chứ có tụ và đóng góp được 2 người cận vệ. Nếu không muốn nói là đẩy cận vệ ra làm bia đỡ đạn, cực kỳ tuyệt tình. Về phần cận vệ đương nhiên là không có ý kiến, được đi chung và giúp đỡ cho cậu Luân thì còn gì bằng, cho nên bọn họ lập tức bỏ mặc Bạch Khả mà chạy theo sau Cố Nhạc Luân. Dù cho cậu Khả có chừa lương, chúng tôi vẫn cam lòng, nó chính xác là ăn cây táo rào cây sung như vậy đó. Ai bảo cậu Luân quá mức đáng yêu đi, cận vệ ai nấy mắt đỏ hoen mi cảm thán. Cách thức đi lựa chọn thức ăn trong siêu thị cũng thật khoa học nữa, chúng tôi thật sự rất ganh tị, tại sao lại có người hoàn mỹ như cậu ấy. Các chú đến đây, Cố Nhạc Luân vẫy tay về phía đám cận vệ đang ngồi rối nùi dành nhau vị trí để xa hàng cho cậu chủ. Cận vệ lúc này mới lập tức bổ nhào qua. Các chú thích ăn gì, thịt bò hay là cừu? Cố Nhạc Luân giơ hai túi thịt lên mà hỏi nhẹ nhàng. Cận vệ lập tức dùng ánh mắt da diết nhìn cậu chủ của mình. Không ngờ cậu chủ còn có thể nghĩ cho chúng ta nữa, nhưng đáng để chúng ta liều chết tận tụy. Chúng tôi ăn gì cũng được mà, là của cậu cho thì cái gì cũng được, là mỹ thuật cả. Một cận vệ phát biểu, quả thực rất biết ăn nói nha. Vậy sao? Cố Nhạc Luân cười tủm tỉm, lại tiếp tục lựa thức ăn. Rốt cuộc cận vệ cũng đã giải quyết được vấn đề ai có thể đẩy xa hàng cho Cố Nhạc Luân, chính là mọi người đẩy 2 phút, sau đó đổi ca, rất có nguyên tắc, lại không có đánh nhau. Tốt! Sau khi mua đầy đủ mọi thứ, Cố Nhạc Luân sẽ đem mớ đèn năm trước xài chưa hư ra, nối dây rồi chảy quanh bàn nướng thịt giữa công viên. Khung cảnh bừng sáng như cổ tích, hoặc đại loại là giống mấy cái cảnh ngôn tình trong phim truyền hình hay làm á. Cậu thích như vậy và cũng ước gì có người hiểu được sở thích của cậu. Chứ đừng như em trai, chói mắt muốn chết à. Bạch làm tụ, chỉ biết ngồi không á mà cũng nhăn mặt ý kiến nữa. Anh muốn cả cái công viên này biết chúng ta ở đây đang làm trò mất mặt hay sao? Cố Nhạc Luân thành thành thật thật gật đầu lia lịa. Anh muốn mọi người biết chúng ta đang cùng nhau đón Giáng sinh à. Đây không thể gọi là trò mất mặt được. Anh trai đang lên tiếng chỉ bảo cho em đó. Chúng ta là người thân, nếu em không tranh thủ đón Giáng sinh với anh lúc còn có thể thì mai này khi xa nhau có muốn cũng muộn rồi nữa. Lại đang luyện phiên bộ nào đây, thật phiền mà. Bạch Khả ngồi đó tỏ thái độ nhưng vẫn là không có bỏ đi. Cậu biết nếu cậu bỏ đi anh trai sẽ rất cô đơn, nói không chừng còn khóc nữa. Nên thôi vậy, chịu mất mặt một chút cũng không sao. Nhưng Giáng sinh lần này chính anh trai cũng đã bỏ mình lại để trốn đi đâu đó. Đừng tưởng là Bạch Khả không biết nha. Nhìn vào ánh mắt lúc chiều của Cố Nhạc Luân còn hiểu ra tất cả. Bữa chiều còn tình cờ nghe thấy Thái Nhã Uyên bàn tán về pool party. Tối nay mà trong khi hỏi anh hai lại bảo là nãy đi ăn tối với anh đến và nghe nhạc thính phòng. Rõ ràng là không cùng quan điểm mà. Đêm nay chỉ có một mình cậu ở nhà, ngồi hoài trong phòng cũng không có gì hay ho. Bạch Khả quyết định ra ngoài hít thở không khí, tiện thể tìm vật gì đó làm quà Giáng sinh trao đổi với Cố Nhạc Luân. Đường phố lên đèn, dòng người tấp nập đổ ra khu quảng trường. Bạch Khả không tự lái xe mà bắt một chiếc taxi đi đến khu trung tâm mua sắm, dự định tìm một chiếc áo choàng. Chào anh, cho hỏi anh cần tìm mua gì, tôi có thể giúp được gì cho anh không?
Nhân viên cửa hàng chào đón Bạch Khả. Tôi tìm áo choàng cho mùa đông loại ấm một chút nha, size M. Vâng, bên này thưa anh. Sau khi mua được quà, Bạch Khả thả bộ dọc theo quảng trường khu mua sắm, dừng lại tại một thương hiệu cà phê hết sức yêu thích. Cậu ghé vào ngồi xuống và gọi một ly caramel macchiato như cũ, rồi cầm gọn chiếc ly trong tay đưa mũi đến gần. Đây đúng là hương vị của Giáng sinh mà. Bạch Khả đưa ly đến miệng nhấp một ngụm. Lúc hạ ly xuống thì bất ngờ phát hiện một người thanh niên cao lớn đang đứng ở trước mặt cậu. Xin lỗi, bàn đầy hết rồi, tôi có thể ngồi ở đây không? Người thanh niên tỏ ý ái ngại chỉ tay về phía quần chúng. Bạch Khả đưa mắt nhìn quanh, lúc nãy vẫn chưa đông lắm và khách rõ ràng thưa thớt, tại sao trong khoảnh khắc đã không còn một chỗ ngồi nào. Có chút kỳ lạ, nhưng thôi, cậu nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn đó. Bạch Khả hướng mắt về phía người thanh niên rồi gật đầu, mời ngồi. Thanh niên vui vẻ ngồi xuống ghế. Cảm ơn, bạn đang đọc truyện. Vài giây sau, tâm tình Bạch Khả bắt đầu rối loạn. Mùi nước hoa này chính là mùi hương ký ức đã ám ảnh cậu bao nhiêu năm nay. Chưa bao giờ cậu ngưng thắc mắc tại sao bản thân lại đặc biệt thích loại hương thơm này, lại còn ra sức kiếm tìm nó nữa, thậm chí còn kết thân với Lưu Phan chỉ vì hắn mang cho mình cái mùi hương vị tương tự như vậy. Hôm nay ngồi ngay trước mặt cậu đây là một thanh niên xa lạ, nhưng mùi hương thì không lệch đi đâu được, chính là thứ cậu khao khát mong cậu được sở hữu trong gần ấy năm. Cho hỏi, Bạch Khả chủ động mở lời, mùi hương trên người của anh là sử dụng loại nước hoa gì vậy? Người thanh niên nọ vốn đang chăm chú nghịch điện thoại thì nghe thấy Bạch Khả hỏi, bèn ngẩng đầu lên trả lời. Sao, anh hỏi tôi hả? Tôi không sử dụng nước hoa, mùi này là mùi cơ thể của tôi, từ khi sinh ra đã có được. Có cần xạo như vậy không? Trên đời làm gì có chuyện hàm hương nam nhân, quỷ mới tin. Anh không tin hả? Tôi cho anh ngửi thử. Trông thấy nét mặt nghi hoặc của đối phương, người thanh niên nhấc ghế lớn tới, khiến cơ thể của hắn dán sát vào Bạch Khả. Nếu là người khác chắc chắn đã bị một đạp té lăn quay, nhưng mùi hương này hoàn toàn có khả năng đánh gục lý trí của Bạch Nhị thiếu gia. Hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy, hương thơm dần dần lấn át thiếu điều, Bạch Khả muốn nhào đến lồng ngực người nào đó mà cọ cọ. Cái mùi hương này không giống như nước hương nước hoa, mà là từ da thịt tỏa ra, rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Dù Bạch Khả đã tốn 2 năm để nghiên cứu về hương liệu, cậu vẫn không thể tìm ra loại hoa cỏ nào kết hợp mà có thể sinh ra cái mùi vị hương cuối như hiện tại, vì thực chất trên đời này không hề có loại thực vật nào có mùi như thế. Thì ra là bẩm sinh mà, như thế thì nguy rồi. Nếu là nước hoa còn bỏ tiền ra mua được, từ cơ thể tiết ra, không lẽ bắt cóc con người ta về nhà mà ngửi? Việc này làm cũng quá biến thái rồi đi. Thật ngại quá, tôi đi trước nha. Bạch Khả đứng dậy cáo từ. Người thanh niên ở lại lúc này sau khi xác định đối tượng đã đi xa mới chậm rãi thở ra một hơi, một nhếch lên cười một nụ cười bí hiểm. Tiểu Khả, Giáng sinh vui vẻ, chúc em sớm ngày thuộc về anh. Quần chúng vốn đang uống cà phê quán đầy lập tức tản ra. Cùng lúc đó, 5 người mặc vest đen tiến tới. Thiếu gia, chuẩn bị một thân phận mới cho tôi, cũng đã đến lúc rồi. Chúng ta vừa nghe qua chương 7 của truyện đọc Lương Khả Khải Hoàng, và đến đây cho phép anh Khoa được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.